Âm nhạc là niềm vui, nối liền với dịp cầu âm nhạc. Đêm tưng bừng dạ tiệc Giáng sinh, hãy đến với ban nhạc The Asian Beat và các ca sĩ MC như Quaterdin, Nguyệt Hằng, Minh Kỳ, Tommy Lâm, Quốc Việt, Sinin Mary Quirit, Phương Linh, Lê Duyên và đặc biệt nam danh ca đến từ California, ca sĩ Lai Anh Tú. Mở cửa lúc 8 giờ tối để bán vé với DJ Tommy Lâm. 9 giờ hát cho nhau nghe, ăn tối với các món cà ri bánh mì, súp măng cua, cánh gà chiên nước mắm, gỏi ngó sen tôm thịt, cơm chiên Thái Lan, chè trái cây do đầu bếp Phương Lan phụ trách. Giá vé chỉ có 25 đồng cho người lớn và trẻ em từ 6 đến 15 tuổi 15 đô la, dưới 5 tuổi miễn phí. Lưu ý, vé vào cửa bao gồm thức ăn. Đúng 10 giờ, ban nhạc The Asian Beat và các ca sĩ sẽ lần lượt phục vụ quý vị với phần dạ vũ sôi động đến 1 giờ sáng. Địa điểm Phở Việt, tọa lạc tại 3854 13 Mai, thành phố Warren. Muốn biết thêm chi tiết hoặc đặt bàn trước, xin liên lạc Tommy Lâm 248-342-7682, Anh Dung My Video 248-219-6666 hoặc Phương Linh 248-894-3795.